Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì sau khi ta làm được một cái ngọn lửa như vậy rồi á, thì ta chạy cái thử nha. Để chúng ta thực hiện cái việc render, coi cái việc render như thế nào cho nó hợp lý. Chúng ta sẽ được một ngọn lửa như thế này. Rồi, bạn có thể thêm những cái yếu tố khác như môi trường, camera ánh sáng gì đó, tùy các bạn. Ta thêm bạn thêm như thế nào đó cho nó cảm thấy hợp lý thì bạn thêm vào như thế nào đó thì tùy, cái đó là tùy chúng ta thôi. Thì sau khi làm xong rồi thì các bạn sẽ thực hiện cái việc render, click vào đây để tùy chỉnh cái render. Thứ nhất là tôi đang sử dụng cái standard, sử dụng physical thì nó sẽ chỉ độ mờ với độ sâu chừng ảnh, còn standard thì cái tiêu chuẩn bình thường, nó không có hai cái đó. Thì bạn thấy đây nó sẽ có cái này Turbulent FD Render. Thì cái này á, thì bạn sẽ lưu ý là mặc định noise, cái này muốn khử noise thì bạn tăng lên, nhưng mà cứ để mặc định gì đi. Rồi chuyển động nhà, nghe lửa các bạn, mà các bạn muốn cho lửa nó chuyển động cho nó có độ mờ các bạn, thì bạn đánh cho check vào đây ha. Lửa bạn muốn có chuyển động nhà thì bạn đánh cho check vào đây. Rồi, mặc định của nó là 4. Thì tôi nhớ không làm, hình như ở ngoài chúng ta cũng có cái phần chuyển động nhà nữa mà tự nhiên tôi quên đâu rồi ta. Trong đây nó cũng có cái phần mặc định, nó là có cái chuyển động nhà, đánh dấu check vô đây. Hình như để tôi coi thử ha, tôi kiểm tra lại coi nó nằm ở đâu. Lực nhấn render đây, xa nào đâu mất tiêu rồi. Rồi sau chương ảnh opacity, tại vì hoặc mặc định là phần mềm nó sẽ bật lên cho chúng ta các bạn, cái phần chuyển động nhẹ đó chúng ta không cần làm gì hết thì nó sẽ có cái phần chuyển động nhẹ đó. Đợi tôi một tí ha. Thường cái đó là liên quan tới vận tốc thì nó sẽ có phần chuyển động nhẹ. Rồi nó nằm ở đâu tôi không, tôi quên rồi bạn. Rồi thôi bỏ qua cái đó đi. Đại khái là phần mềm nó đã tự động bật cái phần chuyển động nhẹ đó rồi, chúng ta cũng không cần. Đây két nè, có két vận tốc vô đây, lưu ý. Rồi thì khi bạn chạy, bạn muốn nó chỉ có chuyển động nhẹ thì bạn click vào trong đây, bật cái này lên ha, bật cái luyện motion blur lên thì nó sẽ có chuyển động nhẹ. Số bước chuyển động nhẹ là 4, bạn thấy chưa? Rồi thì khi bạn chạy thử một chút bằng render thì nó sẽ có chuyển động nhẹ. Cái nhất, cái thứ hai á, thường ta render cái này là ta xuất qua bên các phần mềm composition như là After Effects hay là Nuke gì đó, thì bạn có thể chọn, thì chọn này MultiPath, nhớ check cho đây MultiPath ha. MultiPath thì chúng ta sẽ xuất đây, chọn cái gì, Atmosphere là nó sẽ ra cái kết quả cuối cùng của chúng ta. Còn thông thường các bạn muốn có thêm cái layer, có thêm cái mặt nạ thì chúng ta sẽ chọn thêm này. Này là cái phần tùy chọn thêm đó các bạn. Thì chúng ta sẽ thêm một cái lớp, một cái channel có cái mặt nạ để bạn dùng trong cái việc After Effects composition thì bạn lấy vô đây. Hoặc là bạn có thể là trong cái scene là bạn bật cái kênh alpha lên. Đây. Thì khi bạn xuất ra thì nó cũng sẽ thêm một cái channel, một cái layer để chúng ta làm mặt nạ trong After Effects. Thì cái này với cái này nó như nhau các bạn, nó ngược nhau thôi. Cái alpha channel này với cái atmosphere multiline này, hai này như nhau thôi à. Nó đều tạo ra một cái kênh mặt nạ chuyển động trắng đen thôi. Thì chút tôi render thử thì bạn sẽ thấy, lưu ý ha. Rồi còn cái atmosphere này bắt buộc chúng ta phải có, tại vì này là cái ảnh nền. Rồi làm xong rồi chúng ta sẽ thực hiện cái việc render đây. Lưu đâu thì cái định dạng file, thì định dạng file gì, MultiPath nè. Định dạng file thì thường chúng ta sẽ định dạng cái lui, tôi thường hay làm một là cái này, hai là file tip, một là file tip nè, hai là file này. Thường ta xuất qua After Effects để cho chất lượng cao thì tôi chỉ chọn cái này thôi, Open HR và 32 bit, lưu ý ha. Rồi sau khi xong rồi tôi chỉ việc thích ray render. Quên đó, hồi nãy tôi chọn chỉ có một layer thôi, chứ thường ta chọn là một frame đây. Ta chọn nhiều frame các bạn, nhưng thường ta sẽ chọn là
output nè. Đó, ta đang chọn độ phân giải HD ha, HD từ khung hình số máy đến hình số máy, bạn chọn menu nhập từ khung hình số máy bên máy, hoặc là on frame là hết các khung hình 90 frame từ 0 tới 90. Mà do nãy tôi đang để current frame á, nó sẽ xuất ra đúng có khung hình một à. Khung hình số 61. Sẵn đây tôi chạy luôn rồi tôi nói với bạn luôn. Đây. Thì khung hình chúng ta sẽ có như thế này. Đó, thì cái kết quả chúng ta sẽ ra được như thế này. Này trường hợp tôi chạy demo bạn ha. Tôi chạy thử có một khung hình cho nó mau, còn đúng ra chúng ta phải chạy hết 90 frame ta. Thì quan qua cái phần layer bạn sẽ thấy nè. Đó, chọn single path bạn sẽ thấy. Đây chính là cái kênh alpha nãy tôi nói các bạn á. Kênh alpha là chỉ có trắng đen. Đó. Thì sử dụng cái này là mặt nạ bên After Effects nè. Thấy chưa? Kênh alpha trắng đen. Và cái kênh mà tôi nói bạn Atmosphere Multi Light là nó như kênh alpha thôi, nó cũng là trắng đen mà đều hai cái ngược lại nhau. Cái này là lửa chúng ta màu trắng, cái nền là màu đen. Ngược lại cái này, cái lửa chúng ta màu đen, cái nền màu trắng. Thì thật ra nó không quan trọng trong After Effects đâu. Tại vì trong After Effects chúng ta sẽ có chức năng invert, đảo ngược cái kênh mặt nạ lại trắng đen. Ha. Nhưng mà đây tôi cũng nói luôn là chúng ta sẽ có thể tạo được hai kênh ngược lại nhau dùng trong composition After Effects như vậy đó. Kênh alpha, kênh này. Rồi, còn cái kết quả chúng ta thì bạn sẽ thấy cái background này. Đây chính là cái atmosphere nè. Atmosphere nãy chúng ta xuất ra cái atmosphere, cái multipath các bạn. Atmosphere là kết quả ta. Đó. Cơ bản là chúng ta sẽ có ba cái. Một là kết quả là atmosphere. Hai là cái kênh alpha. Ba là cái multi atmosphere multi light. Nó hòa trộn thôi. Cái background này nó background này chính là cái kết quả của ta là bạn. Ta thêm môi trường ánh sáng á. Background này nãy ta thêm cái ánh sáng. Background là cái kết quả bình thường, nếu chúng ta không thêm multi path thì nó chỉ ra đúng một cái layer background này thôi. Là đúng một cái layer background thôi. Còn do nãy chúng ta thì chọn thêm cái kênh thành phần channel là atmosphere, là chỉ có phần lửa, hai kênh alpha, ba là multi light, thì nó sẽ ra được ba thế cái này. Đó. Đây. Chúng ta sẽ có đây nè. Thứ nhất là kênh alpha. Đó, trắng đen lít vào đây. Cái thứ hai, multi light atmosphere, trắng đen này. Cái thứ ba là chỉ có lửa không, là chọn này atmosphere đây là môi trường. Còn cái thứ tư, bức ảnh thứ tư là bạn chọn ở đây thì nó sẽ ra cái bức ảnh ta định dạng phải open SR là cái background nãy các bạn. Nó chúng ta sẽ có bốn cái bức ảnh dựa trên cái tùy chỉnh cái phần render này để chúng ta dùng cho cái việc After Effects. Rồi, video này rất là kỹ ha. Ta cần phải hiểu rõ để chúng ta xuất ra cho đúng để ta nhập bên After Effects để chúng ta làm công việc tiếp theo nữa. Rồi. Thì video này đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn qua video sau. Video sau chắc tôi sẽ nói về cái phần này quá. Cái phần liệu, cái phần nhiên liệu và phần lửa nè. Cái này tôi chưa nói các bạn ha, cái đó cũng hay lắm. Mô phỏng hai cái đó. Tại tôi mới nói cái phần temperature với density thôi. Còn cái liệu nhiên liệu với cái phần này chưa nói. Rồi video này kết thúc nha. Tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.